Mến chào quý vị và các bạn. Hiện tại bây giờ thì mình đang có mặt tại một cái gầm cầu ở bên Mỹ Phước, Cai Lậy, Tiền Giang các bạn. Thì ở đây có một người đàn ông đang sinh sống cũng như ăn ngủ ở dưới gầm cầu này suốt mấy chục năm nay các bạn. Cái lý do mà anh này ra gầm cầu ở thì mình có tìm hiểu thì được biết là người đàn ông này có khả năng là do bị vợ bỏ cho nên là buồn tình các bạn, cho nên mới dọn nhà ra để ở. Trong khi đó thì sống ở đây, tắm bằng nước sông, ăn bằng nước sông và ngủ ở dưới gầm cầu này. Trong khi đó thì người nhà cũng có, nhưng mà không hiểu lý do vì sao này anh này lại không có về ở cùng với gia đình mà lại ra cái gầm cầu này sống. Trong khi đó thì anh ấy là một thanh niên chứ không phải là một người già cả gì các bạn, là một thanh niên cũng khá là bảnh bao đẹp trai. Thì hôm nay mình quay trở lại để thăm và chia sẻ hoàn cảnh này đến cho mọi người cùng biết. Như các bạn nhìn thấy thì đây là một cái gầm cầu, cầu vượt qua sông. Anh ấy lại che một cái mền ở ngay kế bên sông để anh ngủ. Hôm nay không biết anh có đi làm hay không mà lại đang ngủ ở nhà, nấu cơm ở cũng dưới sông luôn này các bạn. Như các bạn nhìn thấy thì nước ở dưới sông múc lên là xài, ăn uống cũng như tắm giặt ở đây luôn, chứ không có xài nước sạch. Đang ngủ này, đấy, như các bạn nhìn thấy nằm thì không thẳng, xe đạp thì nhét vào tít bên trong kia. Đồ ăn thì cứ ăn mới ngủ thôi. Đồ ăn thì nấu đang để ở dưới cái... dưới cái mé sông này. Giờ này đang ngủ, nhìn khá là bự con các bạn. Không biết anh bị nóng gan hay bị cái gì đó, nhưng mà một ngày anh phải tắm mấy chục lần. Anh đang ngủ à anh? Giờ này còn ngủ hả? Đã? Buồn ngủ quá hả? Ở nay không đi làm à? Vẫn như ngày trước không thay đổi gì ha. Là tối qua không ngủ hay sao mà nay ngủ sớm vậy anh? Nay vẫn ngủ. Ồ, hình như anh ăn ớt có vẻ cay, ăn ớt cái dữ ha. Đây là ve chai anh đi lượm này. Hôm nay là anh không đi lượm ve chai hả? Thấy đồ đạc thứ là ve chai là gom về là để ngay kế bên cái giường nằm luôn. Cái gầm cầu người ta chỉ còn dư một tí ở dưới cái chân. Hôm nay mình ăn món gì đây? Nhá? Xem cái món gì ở trong này em coi nào. Cho em coi xíu ha. Cho em gắn cái này. Là hôm nay mình hôm qua mình có đi lượm ve chai không? Ngưng á hả? Ừ. Ngưng rồi mình ở nhà mình lấy gì mình ăn? Đúng rồi, cứ lúc bắt đầu kho ăn cơm rồi. Bắt đầu kho á hả? Ừ. Là cái món gì bị kho? Xem cái nồi này nồi gì ấy? Nồi cơm. À, nấu cơm xong rồi để nó sống vậy? Ừ. Thì một góc sống, một góc chín hả? Ừ. Còn cái chảo gì đây? Nước mắm kho. Em coi tí nha. Ồ, kiến nó mò này. Ồ, hết rồi. Ừ. Đâu còn gì ăn đâu. Rồi trưa nay mình tính ăn cái gì? Ừ, cứ ăn vịt tôm, ăn gì ăn mẹ. Dạ? Ăn vịt tôm nấu. Trời ơi, ngủ vậy mà có khi nào mà anh lăn xuống dưới đây, lăn xuống dưới sông này không? Nào sẽ xét xuống sông. Hả? Ừ. Cái điện thoại này có cửa sáng gì? Dạ? Cái điện thoại này nó thu cái hình người sáng không á? Sáng không? Ừ. Cái nồi ấm này ấm gì đây? Ấm không? Ấm trà hả? Ừ. Ồ. Rồi bánh xì nách kia anh mua ở đâu hay người ta cho mà nhiều chứ vậy? Ngoài chợ của Mỹ. Dạ? Ở ngoài chợ của Mỹ. Ra ngoài chợ mua hả? Ừ. Là thích ăn cái đó hay sao? Ừ. Hả? Ừ, có cái bánh nó ăn vậy. Có nghĩa là khoái ăn cái đó. Ừ. Thấy ăn mà tính ra cả chục bịch, mấy chục bịch vậy hả? Ừ. À. Trước anh nói anh tên gì em quên rồi? Tên Trung. Trung? Ừ. Anh năm nay được bao nhiêu tuổi nhỉ? 41 tuổi. 41 tuổi? Ừ. 41 tuổi mà anh ở cái gầm cầu này bao nhiêu lâu rồi? Ở gầm cầu này mới 7 năm. 17 năm hả? 7 năm. 7 năm hả? Ừ. Còn lúc trước anh ở đâu? Tôi cũng ở cái vùng vòng trong trồng sạp rồi đó. Thì cái giờ đi lên tuốt trên cái đất ta ngồi đông vậy đó. À. Ở rồi lâu này, cái cũng gần 20 năm, 25 năm á. À. Thì ở đó cái đất đó làm nhưng nó không có người nhiều, cái giờ về đất xanh cho năm cây được. Thì ở khúc đó là cái đi lạc gì thế này.
Thì tôi chưa ở trong vòng sạp đó. Cũng như đi làm nghiệp mà mấy cái đất rừng đó nó ở cũng được mà điện kiếm trồng rau rác được nó ít hơn. Có nghĩa là lúc trước là anh cũng đi lang thang rồi chứ anh không có không có ở chỗ nào là có nhà có cửa gì đúng không? Cái đất mà ở trên chỗ ông Tư là đất nó giờ qua đất ở đây gần 25 năm. Cái đất mẹ đang trồng chuối rất tốt. Chứ làm trồng người rất tốt. Rồi anh cho em hỏi là anh có vợ con gì không? Có vợ, người dân vợ nó lao rồi cái ở của mình. Có vợ mà răng dở lâu rồi cho nên ở có một mình thôi. Cũng như mình cưới nhiều sống với nó thì có bạn thì sẽ vui được. Có nghĩa là mình cưới về được bao lâu thì mình bỏ? Ở chừng tháng rồi. Ở chừng có tháng rồi á? Ủa sao kỳ vậy? Sao ở được có tháng mà vợ bỏ? Kiểu như nó dân dở nó trốn đi. Trốn đi luôn? Có phải có khi nào mà cưới về được có một tháng cái là vợ tự nhiên trốn bỏ đi? Có khi nào là do anh buồn tình nên anh mới ra đây nhở không? Dân dở đi rồi dở không đẹp dữ rồi cái em thả nó luôn. Vợ anh đẹp không? Không. Cũng như nó yên đưa đêm nó không đẹp gái rồi cái mình thả. Nó không đẹp gái cho nên mình thả hả? Rồi cái nó đi kiếm ăn rồi được. Rồi giờ có biết nó sống đâu không? Nó sống đâu tốt với Củ Chi. Thế Củ Chi hả? Có gặp lại lần nào không? Ít có gặp, cũng như mình muốn cho nó đi thì không, mình đâu có... Rồi anh cho em hỏi thăm một chút là cái thời điểm đấy là vợ có bầu chưa? Chưa. Rồi cưới về chưa làm gì hết hả? Cưới về chưa làm gì mà đã bỏ đi rồi? Có đồng phòng chưa? Có, chứ cũng ngủ với nhau rồi đều cho gian dở nó chốt đi. Nay sao? Nó cũng có con rồi. Hôm nay cũng có con rồi. Vậy là cái hồi đấy là cưới về nhưng mà chưa có làm gì à? Nhưng mà chưa có con đúng không? Cũng như mình kẻ cũng như sợ nó không phải vợ mình chứ mà thì mình cưới mình ở đại. Cưới ở đại hả? Rồi cái mình ép mình ở đại thì nó ở với mình thì vui chứ cũng như mình. Rồi có khi nào mà anh có khi nào mà do là anh buồn tình quá cho nên anh ra đây nhỏ không? Mình lạm dụng cái tình nó trước hay hơn rồi mình ở với nó được. Có khi nào là do buồn quá vì vợ bỏ đi cho nên mới ra đây ở không? Không, cũng như tôi tự ở đấy. Anh tự ở hả? Nhưng mà lúc trước là anh ở có nhà có cửa đàng hoàng mà đúng không? Cũng như mình lạm dụng cái tình vợ hay của mình ở với nó trước với thằng cứ chồng sao của nó chứ nó cũng có con. Con của nó nay bự rồi. Con bự rồi. Chắc con nó chắc 13 tuổi rồi. Có nghĩa là con già lớn rồi đúng không? Có khi nào đó là con anh không? Nó con của thằng đó. Vậy là anh là lúc đấy là chưa có một đứa con nào hết? Chưa. Chưa có bầu luôn. Cưới có tháng mà sao có bầu được đúng không? Quần áo thứ anh chất ở trên nhà quá trời luôn. Rồi anh ra đây ở rồi cha mẹ anh chị em không nói gì à? Đâu nói, cũng như ở thì cho chứ nói gì. Cha mẹ có kêu về nhà ở không? Không, cũng như là muốn để cho tôi ở đất rồi này vui vui. Chứ kêu tôi đâu có giá trị. Có nghĩa là cứ để cho mình ở vậy thôi đúng không? Sao ở có... gần thơm đồ chơi vui. Cái gì cơ? Tôi ở gần thơm đồ ngoài này nè chơi cho vui. Gần con thơm á hả? Thơm đó. Là thích cô thơm hay sao? Con thơm nó ở gần. Là có tôi thích không? Bà con. Rồi ở gần chứ nó chứ đâu có thích nó. Trời ơi, anh nhét cái gì trong kia mà quá trời kìa. Ở với thằng Châu một đêm gì. Vậy là anh ở đây cho nó gần cho nó vui đúng không? Đứng cẩn thận chứ để té cái nó sạt xuống dưới. anh thờ cái gì đây anh? Thờ Phật được không chứ? Dạ? Thờ Phật được không? Thờ Phật đó hả? Đơn giản không? Chỉ có mấy cái manh thôi là bắt đầu là ăn ngủ. Kia là gạo người ta cho hay sao anh? Đây là gạo người ta cho này, bắt nhang anh thắp thờ có vẻ là đầy đủ phết ha. Cắt mấy cái hình của Phật Di Lặc về thờ. Còn xe đạp này. Rồi ta cứ khổ với lại Phật Đạt được có đó các bạn. Anh ngồi đi anh. Rồi ve chai này bao lâu thì mình mới bán anh? Tới tuần. Hả? Tới tuần nãy thì mới đi chỗ này chút. Lâu lâu mình mới bán lần hả? Một lần bán được nhiều không? Chắc chừng 20-30 ngàn gì. 20-30 ngàn hả? rồi có đủ tiền ăn không? Nó không đủ giữ rồi đường cũng đáng mình sống vậy. Có nghĩa là lâu lâu bán được vài chục ngàn. Rồi cái mình thái bánh rồi về tắm rồi ăn uống trà rồi vậy. Nó tự nhiên là bánh trái, bánh này mua quá trời mua luôn. Ăn không? Không, em không ăn đâu. Bánh người ta cho anh hay là anh tự mua?
người ta chơi còn chơi lâu gì. Đây, quần áo quá trời luôn này. Nằm vậy mà cái quạt này giống tế công quá hả? Cái quạt này giờ nó mới mục luôn rồi mà vẫn quạt được hả? Tao đã mũi chứ mấy mũi cắn dữ. À, với là mũi cắn hả? Tao với Vũ Linh thiệt ở Sài Gòn hai thằng với một. Cái gì cơ? Tao với Vũ Linh ở Sài Gòn hai thằng với một dắt mà đều có điện thoại này. Anh mới ca sĩ Vũ Linh á hả? Ừ, Vũ Linh thiệt Sài Gòn á. À, là hai anh em như một á hả? Hai thằng như một, vì khi ở dưới quê hồi xưa đó nó ở dưới Sài Gòn á. À. Cái nó xuống cái đất Tân Hiệp á. À. Cái nó bán đồng hồ đồng bọng được thế thì cái tài rủ nó cái nó vô trong rừng á, nó vô cái đường về thuốc với đất và bà Lý rồi á. À. Cái gặp mấy ổng ông già tôi á. Dạ. Cái kêu nó hát cho nghe mà hồi xưa nó mới có 30 tuổi rồi cái nó hát thì cũng hay. À. Thì cái tóc cái nó vui quá rồi cái nó xuống tóc bảy đêm. Rồi cái tóc của nó rất thân hương á. À. Cái mấy trái lượm đem về mình trái nướng cho con tóc nó ra bỏ cái dĩa. Nướng cái gì? Nướng tóc Vũ Linh thiệt bỏ cái nướng dĩa. Tóc. Ừ. Rồi cái bây giờ kiếm mở trang đường qua trả trộn vô với cái tóc của nó. Ừ. Cái tóc cho bỏ cái trai kho ra rồi cái hai chồng ăn cơm được vô á. À. Rồi cái nó khắc nhạt ra cái mọc ra giống cái tướng con Vũ Linh hết rồi. À. Rồi cũng như ăn tóc nó rồi cái bắt đầu mình ở vợ được. À. Cái nó khắc nhạt ra giống cái tướng hình hài của nó hết rồi. À. Để ở trong Việt Nam này cũng bốn mấy năm rồi, gần năm chừng năm rồi. Nay cũng bốn mấy tuổi. À. Mà nói về chuyện hát của Vũ Linh khoe cho quê hương nghe ngon chứ. Vậy hát hay lắm đúng không? Hát nghe ngon lắm, tôi hát 90 với Vũ Linh thiệt Sài Gòn. Hát với 90 luôn. Hát như nghệ sĩ luôn. Hát đúng. À. Hát hơn mấy cái thằng. Vậy thì làm bài đi. Hát hơn mấy cái thằng nghệ sĩ hơi nhóm nhát vậy là à. Mà điều theo trong Việt Nam đó là mình gói đài đó là mình là sư phụ của Việt Nam có đất là. Rồi cái lâu lâu cái bắt đầu mình dừng nghe nó hát cái mình biết đó cho con. À. Vậy anh hát tặng em bài nghe hay nghe đó buồn đấy. Chứ đâu có ra ngoài thi chị mình nghĩ cũng như đã thi rồi mà nó thu qua cho mình nó theo đáng vẽ thì mình cất kỹ thì xài á nó ngon. Dạ dạ. Mắt thu. Ừ. Ở nghiệp tới thì nó nói mắm lớn được vô không mà chứ chân ý chứ buồn nó có vốn để nó ăn. À. Chứ đâu phải được như cha mẹ trong Việt Nam chứ được cái nó nói ra cái gì chứ. Nó nói được mà tạo ra mình giỏi quá. Vậy anh hát tặng bài đi anh. Nuôi phụ dưỡng cũng như. Vậy gì khi chỉ tạo ra chỉ nuôi nó vậy chứ chỉ nuôi từ đời thì nuôi nhiều chứ nuôi nuôi trái gom ví dụ như nuôi hồi nhỏ thì nuôi lớn lớn để cho từ đời nó có mình à. Có chục triệu rồi chứ nhưng mà ăn hết quên. Bây nghe 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 anh hát hay anh hát tặng cho em bài coi. Ừ, liền cũng thương lắm. Dạ. Chứ còn dưới ngoài nó nuôi sẽ chơi cũng tới. Dạ. Nó nấu gì. Anh hát tặng em bài đi. Tôi giờ tôi hát của nó không chứ đứng ra thật đời đầu rồi lẽ ra mình cũng phải thương với mình được. À. Đời đầu rồi đáng lẽ ra đó mình cũng phải nói người đó chắc cuối cùng đi. À. Rồi người đó tắm nước xuống. Nhìn anh đẹp trai phong độ lắm chứ mà lại hát hay nữa. Người đó chắc cũng lẽ là hô trời của rồi đắc lẽ ra nó họ chắc cũng có nhiều năm mình còn giấu trong nước được trời cục á. Thì không sợ. Thì cho nên người đó nói chứ người đó nó vậy chứ giả người thường chứ ấy hồi nó vô duyên vui rồi cái hát hay lắm. Cho cái người đó. Rồi ra hát tặng em bài đi nào. Tôi hát này cái thơm lấy cái đó là dạ, tôi nghĩ chắc cũng có người họ biết không họ lên Sài Gòn cái họ đưa hình ảnh vô cho nó thấy chứ mà không biết nó có cho gì xài không tân nghiệp à ai cho cái thằng Vũ Linh thiệt có thể à Vũ Linh thiệt ý là có cho anh cái gì để anh xài không hả à? Ừ, theo đáng lẽ ra theo họ biết không mà cứu đời họ mà gì chứ thu với nó à vậy là anh ngày xưa chơi thân với Vũ Linh à tôi thương nó lắm à tôi thương đó có kể à nhưng mà gì mình tóc nó mình ghét nó được ừ rồi hát tặng em bài thử nghe giống Vũ Linh không à bởi tôi tóc nó thiệt à giống nó. Ừ. Rồi làm bài luôn. Đáng lẽ ra mình giống nó đó, đáng lẽ ra nó một phải nó có cái nghĩa cái nó buồn mẹ nó mộng cho mình là rồi. Nó mang thơ đó là nó phải nấu gì mất lý được không? Đây hát thử em nghe xem có giống Vũ Linh không nào. Người thường á cái nó nói thơ chứ. Ừ. Để nó ngộ đạo. Dạ. Tôi hát cũng được mà đừng nghe hay lắm. Ngồi quay sang đây này, quay mặt sang đây này. Ngồi quay mặt sang đây. Tôi vô hát gió thổi qua đồi núi rồi Vũ Linh nghe. Rồi ok. Theo tới tôi hay tôi tặng cho bài hát chứ đâu có gì đâu nữa. Rồi. Gió thoáng qua đồi núi cao nghe tiếng em cười trắng gió lành lòng như thổn thức có nụ cười trên môi có tiếng nói thầm tình lần đầu tiên anh gặp quan đào trắng gió mát làn gió mát khe khẽ nói niềm thương yêu mấy lâu nay mà ta thầm nhung nhớ mãi miền đất quê hương người xưa đã làm ra lịch sử quy mấy mười năm mà anh ôm ấp một bó hoa đẹp để tặng cho người yêu thoáng cánh hoa đào dạt vào nắng gió ban mai lòng đứa hàng mai anh nhớ kỷ niệm đẹp mấy thở hồn nhiên trong sáng làn gió mát trăng bớm lạnh về đâu qua mấy nẻo đường xa quê hát ra Vũ Linh quá hay ha ừ. Ừ.
Nghe cho nên tôi nghĩ cũng như cái thơ đó có. À. Cái nghiệp ấy chứ. Và là chứng tỏ là ngày xưa hồi trẻ anh hát là cực kỳ hay luôn. Hát có. Hay, hát hay. Ừ. Có đi biểu diễn ở đâu không anh? Tôi đâu có đi đâu, cũng như nó khác nhập vô mình giống cái là cái tết. Ai ai nhập? Cũng như ăn tóc của Vũ Linh á. À, có cái nó mọc ra mình nữa chứ, rồi cái nó có thơ thiệt luôn, rồi cái mình để dành mình soạn. Ủa, vậy là ngày xưa anh ăn tóc của Vũ Linh á hả? Ăn tóc Vũ Linh. Lấy tóc Vũ Linh đốt ra xong ăn. Cái ông già ông ăn tóc tốt gì, ông cái người ông dạng dữ lắm. À. Ông nghĩ cái tóc của Vũ Linh nó nhẹ re chứ gì, cái ông bợ cái đầu của nó chừng trăm gram mà. À. Về cái ông nướng, ông đổ cái rượu đế gấp vô nó cháy nè. À. Rồi ông nướng hết luôn chứ, rồi cái tối ông trộn vô cái mỡ của con trăng á. À. Cái tối ông để im gà đó chuyện sĩ, rồi cái ông mới gấp vô, ông trộn tiêu, ông gấp vô mấy cái cá tra ông kho dạ. Ăn á. Đụng với hai chồng ăn rồi cái nó khách nhập vô đình trước, rồi ở cái gần nó kết tụ là Vũ Linh. À. Là tôi nghĩ cái tôi là nó. Thế bây giờ còn... giờ không biết ai đâu mà đòn đãi thì nó nói thơ vô tư chứ phải nó có biết thơ, nó nói cái xác của nó mọc ra thơ là nghèo đó chỉ út cho đó không có giống ăn được nghiệp. Mà rồi còn còn bài nào là hát giống Vũ Linh nữa không? Ừ, cũng như nó biết thơ nó đành đoạn nuôi lấy ở trong tặng cho nó đỡ. Rồi giờ còn còn bài nào nữa không anh? Cũng như mình đỡ mẹ mình hơn mình cho được cũng như mình nghĩ vậy mà sáng chắc buộc bộ hiệp thì cái gì đâu rồi cái chưa có cho thì chỉ xài. Hồi xưa giờ cho có mấy bộ đồ bận mà cái bộ không ngon dữ. Ai ai cho? Cũng Vũ Linh. Vũ Linh, Vũ Linh cho đồ anh bận thử cái áo của em coi nào. Bạn cái áo là vô. Ồ cái áo vest đàng hoàng, cái áo vest trắng đàng hoàng ấy. Nó cho mà điểm kiểu như mình nghĩ cũng như chia thân vào. À mặc vô em coi. À mặc vô em coi thử. Chứ mà chưa có gì để xài cho no được bộ tử cái mình nghĩ cái bộ chi dơ hơn. Mẹ mình có tiền. Áo vest quần nói đàng hoàng chứ. Mẹ ăn tóc của nó lâu quá thôi nói chứ. Ăn tóc. Ăn tóc xong là hát giống giống như Trang luôn hả? Giống y như thằng Vũ Linh. À. Nhìn đẹp bạn hát có Vũ Linh dễ vậy. Ừ. Cái này mua nhiêu mà ngon rồi. Đứng lên em coi thử nào, đứng lên mặc xong là đứng lên thử nè. Tôi bạn hát có Vũ Linh dễ. À. Nó may cho mười mấy cái áo mà hổm là tôi nó cho tôi nay chắc năm. À rồi bây giờ đứng làm một bài giống Vũ Linh như nè. Tôi hát tốt à mà điều tôi không có mắc cả, mình là người tự nhiên mà hát hay đó. À. Rồi bây giờ hát thử bài nữa coi. Tôi nghĩ cũng như Vũ Linh vậy chứ. Rồi anh hát đi. làng gió mát trăng bớm long lanh, cành đào che nghiêng trước gió. Gió thoáng mát mà làm mát gì hô cánh qua tay để thay hương gì mặn mà lên làng giá phé mắt người yêu. Kiều diễm năm nào gió trăng sáng long lanh mà tình anh cũng tươi mát mai. Anh làm ra câu thơ nghĩa cử ước quý mà là làng gió mát khe khe bơm lạnh về đâu. Ta đang nhung nhớ đất ngoại thành dễ thương sao. Gió thoáng mát dị du làm đẹp làng gia kiều diễm mai. Trăng gió lạnh về đâu qua mấy nẻo đường xa quê phức bóng sao. À đôi làng gió mát khe khe trăng bơm lạnh về đâu ta đang nhung nhớ mãi hình bóng diễm kiều trăng gió long lanh. Lòng anh đang tưởng nhớ một bóng hình giai nhân đi trăng gió lạnh. Người yêu ơi hãy cùng ta thì thầm cho nhỏ lời dễ thương ân ái. Mấy mười năm dài gió sương lạnh về đảo ta đang suy nghĩ đến chuyện giàu nghèo nước non trinh nữ mai. Làm ta như gió thoáng có nụ cười trên môi có tiếng nói thầm tình. Quá hay. Hát nghe cũng được. Vậy là hát quá hay đấy chứ đâu phải là cũng được đâu. Xem đẹp trai không hả hay sao vậy? Hát nghe dữ dội. Nuôi râu hả? Anh nuôi râu hả? Rồi còn bài nào nữa không anh? Còn hát dữ lắm. Ừ. Giờ thử xem bài gì hay hay nữa. Hát Vũ Linh. Hát Vũ Linh nữa hả? Ừ, hát Vũ Linh được. Rồi anh cứ hát cái bài nào cũng được. Hát hát cháu lên ba được, hát nhiều ra được. Bài gì cơ? Cũng hát tới hát lui vậy. Ừ. Hát tới hát lui vậy hả? Ừ, còn bài gì mà nãy giờ chưa hát không? Hát tình yêu được cũng được, hát nhiều là được, mình khóa mình tới mình chế mình hát. Tướng Vũ Linh giống này, tội nghiệp. Khi ăn tóc nhiều năm quá mà theo tính anh 34. Sao lại ăn tóc anh? À. Sao lại lý do là sao mà mình ăn tóc? Mà nhìn nhận nay chắc cũng cỡ mới có 7 năm rồi. Nhìn nhận trong thơ từ 7 bả rồi không mà chứ không có thấy nhau. À.
Rồi bây giờ còn bài nào nữa không? Hát tặng em bài nữa ấy. Còn chút chút hát. Mình hát thì hát chế của Vũ Linh thêm gì chế Việt cũng Nam, được. Mình hát chế cho thêm. Cũng như dành giật mình hát chế thì... Hát chế thì nghe chắc cũng được. Rồi bây giờ hát, hát luôn. Chế đàn cho Vũ Linh nó có hồn. À. Cứ nghĩ mẹ nó thương gì đàn bà quá tu là cái cũng như cái da của nó, cái xương của nó. À. Như cậu cả làng quê ta, ta phải có cái ấm quý để nấu nước trà. Mà ba chục cô gái đẹp uống lấy gì của ít lòng nhiều, chi chi lấy thảo vì năm tháng mỏi mòn, vì sự mần mướn ở trong thôn trăng của quê hương anh dù. Em đã mần buổi đứng chắc cả một giờ mới nghỉ, mà nếu tích gì tánh tình hay cái mua bánh đem theo lót dĩa vô trong vuông ăn cũng còn vui. Rồi 6 giờ chiều về đó thì chẳng còn được 2-3 tiếng đó nghỉ ngơi cũng còn ngon. Theo đáng lẽ ra là phải có ngủ trưa trong trong giường xưa được miếng ngon chứ. À, để anh làm ra người trai dũng dáng cảm, là anh muốn làm người trai dáng cảm cùng em. À, không biết mấy cô em có nghĩa yêu gì chưa mà ta thấy ta muốn làm ra cái nghĩa cử là anh muốn đến với em trong cái phận vì ta thấy cái bộ đẹp mà bờ vai thiểu mà gò má mỉm cười tròn làm cho ta thương. Mấy cô em có đó tay trắng mịn mềm, ta làm quen đôi chút rồi bảo bàn tay em nựng nhẹ cho dũng cảm. Em thấy tội nghiệp quá cái giữa giờ bấm lờ vào đời ta đó là làm cho tôi hút bảy chút đỉnh. Ta ru em giấc ngủ nồng say, nắm lấy đó tay em nựng nhiều bao đêm rồi. Đêm nằm si cảm nhớ đó tay này trắng mịn, chẳng hề quên hình bóng em yêu trong những đêm dài gió trăng. Em có muốn đến với ta trong cái tình yêu nam nữ gì không? Mà sao em là để anh ru ngọt làm cho anh trầm cảm mến mấy lâu nay. Hát vô lên, mình chế xem. Có ai? Ông mẹ hát dữ lắm. Hát hay vậy mà ngày xưa không đi làm ca sĩ anh. Mình đậu ông bớm được. Ngồi ngồi đi. Hát nghe ngon. Sao ngày xưa anh không đi làm ca sĩ? Hát ở trong cái miền Nam mới chứ đi làm chứ. Hát trong cái miền Nam. Hát trong cái miền Nam à? Hát trong miền Nam đó. Ngày xưa mà đi làm ca sĩ giờ chắc là cũng là tần nổi tiếng lắm rồi. Thế giờ ở trong Việt Nam mình chơi Việt Nam chứ. Đây là nước là anh lấy đây anh xài dưới sông lên đấy hả? Mình hát của nó được không? Hát của nó được. Có bài gì mà anh hay hát nhất? Tôi hát này kia được nghe ngon không đấy chứ. Ừ. Tôi làm cũng muốn hết nó luôn đó. À. Rồi còn bài gì hay nữa không? Ừ, mẹ ăn tóc nó mập giống quá là tóc này nó sẽ là nhiều. Ăn tóc? Cũng như ăn tóc của nó kỹ quá cho nên nó luôn đó chứ. Rồi cái nó nói sáng rồi vô tới ngày ngồi nghe tội nghiệp. Cũng như cái nó đàng hoàng lắm chứ mày gì khi nó bị cái sức mạnh mà nó cho lại mất hồn. À. Nó đánh với cái thằng Hiếu của bà Sáu Bực cứ mà đụng mà đáng lẽ ra thằng Hiếu đủ hình mà đánh với thằng gai của nó. À. Nó đánh vô cái lá lách với cái ngực của Hiếu á. Mà đánh tay đôi, đánh cỡ, mà đánh hết rồi giờ người lớn rồi thành ra cũng sợ quan mang gì. Sự sống chết của cô cũng như cái câu nói của cô Yến con của bà Đực vậy. À. Rồi cái nó phải nói dơ chứ đụng em mình là tóc nó, để nó cõng mình luôn chứ nói gì chi. Theo phải nói với cái người dân. Rồi rồi bây giờ còn cái bài gì hay hát nữa không? Tự mẹ cái tóc rồi đáng lẽ chua đầu cổng luôn, cũng mỏi lưng. Chứ đi nấu như vậy đó cũng như con cho đẻ chứ nó không. Tự mẹ mình tính theo như nó quấn lộn với cái thằng Hiếu đủ hình có một sáu bực á. À. Là cái thằng Hiếu nói là ốm đít với mau như vậy chứ cái công lực của Hiếu chơi thằng này đạo cơ nghiệp rồi. Tự mẹ nó đánh lao đuối. Rồi cái bắt đầu hoang mang cũng như Yến con của cậu bấy đực nó nay nó đủ giàu á. Ừ. Mà điện nó cũng sống thì chứ đúng. Anh ở đây thì có ai tới thăm anh không? Có mấy đứa em được tới. À, tới có cho tiền xài không? Cho, cũng ít. Ừ. Xài. Mình tôi sống ở đây là... mình không buồn hả? Tối là anh hay hát không? Hát tới tôi tặng bài hát rồi nghe chơi mới ngon. À. Hỏi thì nói cũng vậy. Là hay tặng bài gì? Tôi hát nãy giờ cái đó chắc cũng hát tới được. Rồi, còn bài gì chưa hát nữa không? Hát thêm cho em bài. Tôi làm quế rồi lá rồi nghe chứ. Ừ. Tôi hát với nó thôi. Ta làm quế mình pha cho thêm nó. Ok. Cái này mấy cái màn này chắc hồi nó còn nhỏ, hát phần đầu của nó. À. Đúng đấy, tôi hát cải lương mẹ nó, mình hát đoạn okay. Đoạn hát cải lương đi, hát cải lương. Ok. Của trung tâm thị tư. Ok. Ừ. Mình hát mẹ. Mà điều mình hát từ phần mà nó chạy qua con lối rồi chứ nó không tới hai lối, hai vành không tới một vành à, hát một vành.
chụp là người mà không biết đâu, có cho nó có thấy gì không? Dập cái gì anh? Cái chụp hình bỏng gì nè, không biết. À rồi bây giờ hát nào, hát tôi nghe tin đồn nó về Tân Hiệp nó bán đồng hồ đồng bỏng gì, không biết có khi nào đốt vô cho nó coi không. À chứ nó là chưa già, theo tôi với nó cũng như hai thằng như một mà, chứ không dễ gì nó thấy được cái xác mình là mình tính cái người nó thì nó chỉ thấy hình hồn được không. Ừ. Rồi anh có muốn nhắn gửi gì không? Hình hồn mà đưa cho câu cái ngồi giống như cái không khác. Anh có muốn nhắn gửi gì không? Theo mà chụp kiểu này cái thấy nó vô quá đồng hồ Tân Hiệp, cái kêu nó thiều nó cái đấy cho câu cuối nè. Rồi rồi bây giờ hát đi, hát hát. Nó đứng nó rung dai liền. Ừ. Rồi bây giờ hát bài nữa đi. Tôi hát với nó được không ạ? Ừ. Lối đi qua nhà em chờ gặp nàng để nói tiếng là quen. Khi hai hôm mới dám đưa thư thì em đã ngủ say. Khi thao thức băn khoăn thì nàng mới đến cùng anh. Hát của nó cái mình làm của lạ được thế, chứ nó hát quà quà được không, nó hát hay lắm. Chứ đáng lẽ mấy người khác không được, nó phải làm của lạ trực giác được, nó chim khác làm chưa được. Trời đóng 30 trượt là vả hoi, ai về thanh hội mà ai đỡ vắng lâu. Chờ em bao lâu mà chờ em bao ngày. Chị em có thầy không ném, chứ chú chiếm khách đã lượng bay trên không gian rộng. Chứ bao trờ bao la, chứ để anh lấy đôi tay hứng nhẹ chiếm khách để đến bờ vai mình. Để báo hiệu một hung tin và một niềm vui đang rỗng ra quê mình. À chiếu rọi trắng rực rỡ bầu trời đẹp. Cũng như mình ngụy ra vậy thêm chút. Nhưng mà tôi nghĩ hát Hoàng Hiệp ạ. Cái đáng lẽ ra mấy nói không lại tôi vì mình hát vậy chứ coi chừng dơ. Tôi nghĩ đó mà điều hát chứ lắm. Cái đáng lẽ là người ta riêng lắm, chứ được rịch người ta thoát lên đã hát là dành của riêng chứ chuyên khác. Đáng lẽ ra qua tôi diệu kỳ đó cái trời hay sao. Đáng lẽ ra là người tắm thành nước dữ dữ dơ á. Đằng cho người còn riêng đừng chứ đó chứ nó của người. Thoáng mát ra cái hát mà để tôi nghĩ cái người đó hát hay lắm. Mà để nó hát gốc tích phần một của người ta không biết. Rồi họ hát Huế rồi hát nữa. Giờ còn hát Huế được không? Được. Làm bài Huế đi. Heo chắc nãy giờ 4 bài hát rồi, giờ chắc ngưng rồi. Ngưng rồi. Hát chỉ 4 bài thôi hả? Hát 4 bài đi. À. Rồi thôi vậy anh nghỉ đi, em hôm nay em ghé thăm anh ha. Cũng thay mặt anh Dũng này, cho anh gửi cho anh 200. Mua cơm mua gạo ăn ha. Tiền này của anh Dũng gửi nha. Đây gửi anh 200. Các xe. Rồi cho em lấy cái này nha. Rồi là mình nước này là mình múc ở dưới đây là mình ăn ở dưới sông luôn này. Múc nước ở dưới sông ăn luôn á hả? Thế này múc nước ở dưới sông ăn này. Thôi quý vị và các bạn ơi, như các bạn nhìn thấy thì anh như thanh niên năm nay khoảng 40 tuổi, hơn 40 tuổi xíu các bạn, nhưng mà không hiểu lý do vì sao một cái cú sốc hay một cái gì đó mà anh ấy ra gầm cầu để ở cũng như sinh sống ở đây. Thì hôm nay mình đi ngang qua thì ghé thăm anh cũng như chia sẻ cái cuộc sống của anh cho mọi người cùng biết. Thì không biết có phải là do bị bệnh tâm linh hay bị tâm thần hay bị một cái bệnh gì đó thì mới phải ra đây ở đấy các bạn. Thôi thì mình cũng ghé thăm và chia sẻ về cái cuộc sống của anh cho mọi người cùng biết. Và bây giờ mình cũng xin dừng và kết thúc video đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong cái clip sau nha. Em đi nha.